Chung kết năm Ai Khiến 2017 gồm 12 sáng tạo. Nhóm sáng tạo công cụ thiết bị làm việc. Thiết bị dao gọt cáp của anh Phạm Văn Thuận, trưởng kỹ thuật Thái Bình được làm bằng cách dùng ống kẽm lắp thêm lưỡi dao để gọt. Đây là sản phẩm duy nhất dùng hai lưỡi dao tách vỏ cáp làm đôi. Độ bền đã được kiểm chứng khi gọt hơn 300 đầu cáp mà lưỡi dao vẫn sắc bén do được làm bằng thép gió, 25-30% so với thiết bị dọc cáp mua trên thị trường. Anh Thuận đã phát triển thêm tính năng gọt vỏ cho cáp ADSS, một loại cáp được đánh giá là khó gọt nhất trong các loại cáp quang. Hiện tại, dao gọt cáp đã gọt được tất cả các loại cáp quang từ cáp FE và ADSS. Tác giả Nguyễn Bá Nguyên đã sáng tạo bộ thiết bị máy hàn xoay pin li-ông dùng cho các thiết bị như máy khoan, máy vặn vít, có thể sử dụng cho công việc hành chính FPT, tủ, cửa và các đồ dùng khác. Máy hàn và xoay pin li-ông tự chế giúp tác giả tiết kiệm được thời gian sửa chữa thiết bị vì có thể di chuyển, không phải kéo cắm nguồn điện lưới, dễ sửa chữa hỏng hóc ở mọi vị trí. Sản phẩm này an toàn, không gây nguy hiểm khi sử dụng vì điện áp thấp chỉ từ 12 đến 18V. Xoay pin li-ông tự chế được tạo ra có thể sử dụng để thắp sáng, chạy quạt tích điện thay vì dùng ắc quy như trước đây. Bản đồ cơ sở dữ liệu khách hàng là ứng dụng chạy trên nền tảng di động, giúp công ty cập nhật thông tin liên quan đến khách hàng tiềm năng, từ đó phân tích thị trường để kịp thời điều chỉnh chính sách kinh doanh. Mỗi tháng, FPT Telecom bổ sung vào kho dữ liệu công ty hơn 50.000 khách hàng tiềm năng đầy đủ thông tin. Sau 7 tháng kể từ thời điểm nhận giải, tác giả Nguyễn Hoài Nam cùng cộng sự đã bổ sung thêm tính năng Notification, tự động hiện thông báo khách hàng tiềm năng lên màn hình điện thoại để sale có thể ngay lập tức khe khách hàng. Dự kiến trong tháng 1 này, bản đồ cơ sở dữ liệu khách hàng sẽ có thêm tính năng tự động thông báo thông tin khách hàng đến hạn chăm sóc lại. Trong quý 1 2018 sẽ bổ sung phần phân tích dữ liệu Big Data để đưa ra định hướng. Hiện ứng dụng này đã có hơn 3.210 người sử dụng trên toàn quốc. Là phần mềm tự động phản hồi các thông tin cần check về hạ tầng mạng FPT Telecom theo yêu cầu của người dùng bằng cách chọn thông tin check từ menu lệnh có sẵn. Opchat FTEL Technical Assistant hỗ trợ thông tin liên tục và tức thời cho các đơn vị. Ngoài 5 chức năng trước đó là kiểm tra CRC của một port, kiểm tra trạng thái port, kiểm tra module, CHOW, các ngưỡng thu phát của một port, kiểm tra trạng thái John Left và kiểm tra tình trạng nguồn của một port. Botchat vừa bổ sung thêm tính năng mới là check port, kiểm tra số lượng thiết bị tại đài trạm. Hệ thống cũng được phân quyền giám sát lịch sử sử dụng của người dùng, đảm bảo sử dụng đúng người, đúng phạm vi để bảo mật thông tin. Là hệ thống dịch vụ điện tử đầu tiên trong tập đoàn, SSC Portal cho phép liên kết các phòng ban với nhau dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 20000, cho phép người dùng tự tạo lập các workflow và apply sử dụng cho toàn bộ end user với hơn 100 loại yêu cầu nội bộ thuộc các mảng nhân sự, hành chính, mua hàng, IT. Tại thời điểm tháng 10, SSC Portal được triển khai cho FPT Software tại Việt Nam và FPT Telecom. Đến nay, sáng tạo đã mở rộng phạm vi phục vụ cho FPT Japan và triển khai xong cho FPT Telecom. FPT ES cũng sử dụng hệ thống dịch vụ này và Go Live phần dịch vụ IT từ tháng 1 năm 2018. Tổng giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc đã quyết định triển khai thống nhất hệ thống SSC Portal cho toàn tập đoàn FPT, bao gồm cả FPT HO và 7 công ty thành viên. FPT HO phối hợp với FPT Software chủ trì thực hiện dự án này. Dự kiến giữa tháng 6 năm 2018, hệ thống sẽ bắt đầu chạy chính thức trong tập đoàn FPT. Hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa là phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống của các nhà vận chuyển để gửi yêu cầu chuyển hàng tự động sang, theo dõi và kiểm soát quá trình nhận giao hàng của nhà vận chuyển và tự động đối soát chi phí vận chuyển phát sinh trong tháng, chuyển toàn bộ phiếu nhận giao hàng từ giấy sang bưu điện tử. Nhờ tool này, FPT Retail tăng tỷ lệ đúng hạn giao hàng của các nhà vận chuyển từ 72% lên 96%, tự động hóa quy trình giao nhận hàng qua nhà vận chuyển, tiết kiệm 4.562 giờ công trên một năm, tương ứng với 912,5 triệu trên một năm. Kết quả giảm chi phí vận chuyển là 9,2 tỷ đồng trên một năm, số tiền chiết khấu thu được theo hợp đồng là 3 tỷ trên một năm và thu được 1,8 tỷ đồng trên một năm phí phạt do nhà vận chuyển giao hàng hóa không đúng hạn, theo cam kết được thực thi theo đúng hợp đồng. Từ sau tham gia giải thưởng Ai Khiến, FPT Software đã đầu tư nâng cấp sáng tạo từ điển Việt-Nhật của tác giả Đặng Khải Hoàn. Hệ thống đổi tên thành ZD, thay đổi giao diện và bổ sung thêm các tính năng mới. FPT Japan đã phát triển app SpeakD trên mobile bản iOS và Android bay trên từ điển này. Hiện tại, người dùng FPT Software có thể đăng nhập và sử dụng từ điển mọi lúc mọi nơi thay vì mạng nội bộ như trước. Sáng tạo hiện có thêm tính năng đóng góp từ cộng đồng, cho phép người dùng có thể thêm từ mới và câu, comment về nội dung. Từ tháng 10 năm 2017, đã có khoảng 1.000 từ mới được đóng góp từ người dùng. Từ điển đang có 150.000 từ và được bổ sung bộ từ liên quan đến Automotive, CAD, IT Nhật Anh.
hệ thống mail mẫu Nhật Việt Việt Nhật độc lập gồm 73 mẫu mail và hơn 100 mẫu câu thường dùng. Phần video đã update thêm nội dung luyện dịch nói và góc counter, cập nhật thêm các bài chia sẻ kiến thức dịch, kiến thức chuyên môn, tài liệu training cho người mới. Chức năng AI Translation được phát triển khi sử dụng 15 triệu cặp câu của counter đã dịch cho máy học. Ngoài các tính năng tạo đơn hàng chuỗi, tạo đơn hàng nội bộ, trả thưởng cho khách hàng, xem hàng tồn kho, kiểm tra trạng thái đơn hàng, xem hạng mục chia hàng, hệ thống quản lý bán hàng của FTG Salesman đã có thêm tính năng kết nối hệ thống công nợ, phân luồng đơn hàng chờ phê duyệt công nợ quá hạn. Tự động chuyển hóa đơn sang hệ thống kho, tiết kiệm thời gian đăng nhập vào và bấm nút transfer. Quản lý hàng dự án, quản lý hợp đồng tập trung, tự động giữ hàng cho dự án, theo dõi được tồn kho và tình trạng giao hàng của từng dự án. Tự động tạo yêu cầu mua hàng, transfer tự động sang hệ thống IPO, kết nối update tình trạng đặt hàng, hàng về. Hàng nhập về kho sẽ theo đúng hợp đồng đó, không lẫn vào hàng phân phối hay lưu trữ. Và thêm phần quản lý chương trình marketing, chiết khấu thương mại, chi hộ hãng, PR event, khuyến mãi. Nhóm sáng tạo công nghệ, Fplus là thiết bị có kích thước 3x3cm, có khả năng kết nối với thiết bị di động bằng Bluetooth. Khi kết nối thành công, người dùng cần cài đặt thêm một ứng dụng quản lý có tên là Fplus. Cài đặt thông qua kho ứng dụng Google Play, Fplus giúp cho người dùng kết nối với tổng đài chăm sóc khách hàng của FPT Retail hoặc tìm đồ vật chỉ bằng một nút bấm. Thiết bị này đã được dùng trên cả thiết bị Android và iOS. Hiện Fplus được tác giả Lê Ngọc Tuấn, ban công nghệ FPT phát triển thành sản phẩm Rocolink, tạo thành một thiết bị kết nối giữa thế giới thật và thế giới ảo. Fplus phát triển thành nút ấn thông minh ứng dụng cho nhà thông minh điều khiển từ xa như tắt bật TV bằng giọng nói, kiểm soát thiết bị TV bằng app trên di động, điều chỉnh điều hòa theo app, tắt bật đèn bằng cách ấn nút Fplus. Với hơn 600.000 người dùng, FPT E-Learning là sản phẩm công nghệ được hai tác giả Ngô Anh Tuấn và Trần Đức Dũng thương mại hóa thành công tại Vietnam Airlines, Prudential, siêu thị Hoa sau khi triển khai tại FPT ES. Hệ thống E-Learning cung cấp giải pháp toàn diện cho việc triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến trong doanh nghiệp, bao gồm chức năng học, chức năng thi và quản lý lớp học. Nhóm sáng tạo truyền thông. Clip Như Một Giấc Mơ là MV nằm trong series phim ngắn Sợ Yêu do Nguyễn Thị Bích Hạnh thực hiện nhằm quảng bá thương hiệu FPT Shop qua hình thức viral marketing. Thời điểm tháng 10 năm 2017, MV có 10 triệu lượt xem trên YouTube. Đến nay, sáng tạo đã đạt 20 triệu views và tác giả được mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm làm clip viral với Hội Marketing Truyền thông Trang Đen, hội nhóm marketing uy tín tại Việt Nam với fanpage có 51.000 likes. Nhóm sáng tạo truyền hình. Mới kết là game show truyền hình tương tác đầu tiên do nhóm tác giả Nguyễn Văn Long, Đinh Tiến Dũng và Đặng Anh Vũ xây dựng. Từ tháng 8 năm 2018, Mới kết đã thay đổi format, tổ chức thành 13 phòng thi thay vì một phòng thi như trước đây và thêm người nổi tiếng tham gia trả lời các câu hỏi kiến thức. Phần này được livestream trên Facebook để tăng tính tương tác. Với sự thay đổi này, lượt tương tác trung bình trong một số đã tăng từ 7.780 lên đến 17.597.